Xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 7 tập 88. Ở cuối tập trước, sau khi Úc Quang ngẩng đầu lên, trên mặt biểu tình đã không thể dùng sợ hãi tới hình dung, toàn bộ đôi mắt cái mũi các quản các, ánh mắt dại ra nhìn Tiêu Viêm. Ngươi khối này thi khôi ta thực cảm thấy hứng thú. Tiêu Viêm nói đó là chỉ một bên huyền lập tản ra bước thứ ba cường đại hơi thở thi khôi. Úc Quang kinh dị nhìn Tiêu Viêm, lại ngạc nhiên hô một tiếng. Như thế nào, không muốn? Tiêu Viêm mỗi ngày vừa nhíu, ánh mắt híp lại trên người đó là tản mát ra cường đại cảm giác áp bách. Không đúng không đúng, khối này cổ thần thi đại nhân nếu muốn, ta tặng cùng đại nhân đó là. Úc Quang vội vàng xua tay, tựa hồ chỉ là cảm thấy điều kiện này quá mức đơn giản mà thôi, nói xong đã là khống chế cổ thần thi đi tới Tiêu Viêm trước mặt. Úc Quang trong tay quang mang chợt lóe, càng là xuất hiện một quả ngọc giản. Đại nhân, đây là vô thần luyện thi chi thuật, nếu đại nhân muốn khống chế này thi khôi, này đấu kỹ nhất phù hợp bất quá. Úc Quang giờ phút này chỉ cần có thể mạng sống, này đó bí pháp tựa hồ đều không quan trọng, toàn bộ đều đúng sự thật giao cho Tiêu Viêm, chỉ cầu Tiêu Viêm có thể tha cho hắn một mạng. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn cổ thần thi lắc lắc đầu, cũng vẫn chưa tiếp được Úc Quang đưa cho hắn luyện thi chi thuật. Ta không cần khối này thi khôi, Tiêu Viêm nói, những lời này làm vốn dĩ đã nhìn đến hy vọng Úc Quang lần nữa trong lòng trầm xuống. Đại nhân ý tứ là, Úc mì nước sắc khó xử. Chỉ thấy Tiêu Viêm ánh mắt híp lại, kia ánh mắt bên trong chân thật đáng tin. Loại này ánh mắt làm Úc Quang cảm giác lông tơ đứng thẳng. Này cổ thần thi phía trên có một cổ cường đại tinh huyết, ngươi từ đâu đến tới? Tiêu Viêm trầm giọng hỏi, ánh mắt phảng phất cũng ở cảnh cáo Úc Quang, hắn nếu dám nói dối, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cường đại tinh huyết, Úc Quang nghe vậy đột nhiên cứng lại, chau mày. Cổ thần thi tổng cộng dùng 100 nhiều loại tinh huyết luyện chế, không biết đại nhân cụ thể nói chính là cái nào. Tiêu Viêm nghe vậy ánh mắt trầm xuống, trong mắt sắc khí tất lộ. Úc Quang lập tức đã nhận ra Tiêu Viêm cảm xúc thượng biến hóa, lập tức mặt xám như cho tàn. Ta đã biết, đại nhân lời nói chính là kia nguyên thần tinh huyết đi. Úc Quang mồ hôi lạnh chảy ròng, trước mắt vị này chủ cũng không phải là thiện tra à. Tiêu Viêm âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Từ đâu mà đến? Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng lại tràn ngập lực trấn nhiếp. Bẩm báo đại nhân, này tích tinh huyết ta cũng là ngẫu nhiên ở một cái đấu giá hội đoạt được, thật sự không hiểu được này nơi phát ra, lời nói tuyệt không nửa phần giả dối. Úc Quang tiếng nói vừa dứt, Tiêu Viêm không có bất luận cái gì do dự một quyền oanh ra, giữa mày chỗ tà tôn ấn ký lập lòe, ẩn ẩn gian có thể nhìn đến lập lòe ba viên tinh mang. Một tiếng trầm vang, Úc Quang thân hình đảo bắn, toàn bộ ngực đều là ao hãm, ngực chỗ càng là có một cái huyết động, trái tim thình lình xuất hiện ở Tiêu Viêm trong tay. Tiêu Viêm nhìn ánh mắt hoảng sợ nguyên duy, không có chờ hắn nói chuyện, Tiêu Viêm vực cảnh linh hồn chi lực đó là hướng tới hắn bao phủ mà đi. Úc Quang hoàn toàn bị Tiêu Viêm nghiền áp, càng là không dám phản kháng, cả người run rẩy. Ánh mắt dùng mình miệng sùi bọt mép, phát ra từng trận thống khổ gào giống tiếng động. Sau một lúc lâu, Tiêu Viêm mới thu hồi linh hồn chi lực, đôi mắt khép mở, trong tay ngọn lửa bốc lên, Úc Quang trái tim trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Ngưng tụ thành một giọt bất hủ tinh huyết, tiếp theo nháy mắt, Úc Quang bị Tiêu Viêm không lưu tình chút nào trực tiếp oanh sát. Bậc này cường giả, một khi có tâm báo thù, khủng thành tai họa ngầm. Không cần phải cho chính mình lưu lại bất luận cái gì bất lợi, chi bằng sát phạt quyết đoán một ít. Đêm này diệt sát lúc sau, Tiêu Viêm mới lẩm bẩm mở miệng. Niết bàn tiên điện. Tiêu Viêm nhíu mày, tên này nhưng thật ra thập phần xa lạ, cũng chưa từng nghe nói nhắc tới quá cái này địa phương, bất quá có thể xác định chính là. Úc Quang mạo sinh mệnh nguy hiểm che giấu Tiêu Viêm, nhưng lại bị Tiêu Viêm thấy rõ, không có tránh được bị Tiêu Viêm siêu hồn kết cục. Giờ phút này quanh mình trăm người đã tránh lui mở ra, phía trước những cái đó thanh âm đã sớm không ở, đám người tan đi. Từng người tìm kiếm tấm bia đá cúi đầu hiểu ra, tựa hồ việc này từ đầu đến cuối đều cùng bọn họ không quan hệ giống nhau. Đến nỗi cùng thẩm cự chiến đấu nữ tử, phát hiện tình huống không đối sau cũng là tránh lui bỏ chạy biến mất không thấy. Hồ đàn bà, còn rất lợi hại. Thẩm cự trên người nơi nơi đều là thương thế, ngồi xếp bằng một chút sau mới là tất cả khép lại. Lúc này Tiêu Viêm còn lại là linh hồn chi lực tham nhập Úc Quang nạp giới bên trong, tìm kiếm một phen sau cuối cùng lắc lắc đầu. Tựa hồ cũng không thu hoạch, duy nhất đáng giá Tiêu Viêm coi trọng liếc mắt một cái chính là trước mặt đã biến thành vô chủ thi khôi. Này trên người tản ra cường đại dao động, Úc Quang đến chết đều không có khống chế cổ thần thi phản kháng. Bởi vì hắn biết được hôm nay đã là hẳn phải chết chi cục, cuối cùng hắn lựa chọn giữ lại chính mình tác phẩm. Khối này cổ thần thi chính là hắn tâm huyết, một khi khống chế này ra tay, chỉ sợ cổ thần thi cũng sẽ bị tổn hại. Hắn không có làm như vậy. Nhưng làm Tiêu Viêm khó hiểu chính là, hắn rõ ràng có thể nói ra, vì sao phải mạo hiểm giấu giếm. Chẳng lẽ là này Niết Bàn Tiên Điện một khi nói ra, cũng là hẳn phải chết chi cục sao? Tiêu Viêm đem nghi hoặc tạm thời đặt ở trong lòng, có lẽ chỉ có nữ đế mới vừa rồi có thể giải thích nghi hoặc. Nhìn trước mắt cổ thần thi, Tiêu Viêm nhưng thật ra có thể trực tiếp dùng hỏa diễm chi tâm đem này nguyên thần tinh huyết tinh luyện mà ra. Bất quá khối này thi khôi thực lực không tầm thường, tản ra bước thứ ba cường giả tài năng bị khí thế,
nếu là như thế đốt hủy đảo cũng có thể tích. Tiêu Viêm vực cảnh linh hồn chi lực dò ra, hắn không có đi dùng Úc Quang lời nói luyện thi chi thuật. Gần chỉ là cường đại vực cảnh linh hồn chi lực bao phủ một cái chớp mắt, tại đây cụ vô chủ cổ thần thi thượng lưu lại linh hồn dấu vết. Tiêu Viêm hơi hơi nhướng mày, tâm thần vừa động, cổ thần thi đó là bạo lực mà ra, mạnh mẽ khí thế khuếch tán mở ra, nháy mắt đó là duy Tiêu Viêm sử dụng. So trong tưởng tượng còn muốn đơn giản. Nhìn cổ thần thi, một bên Thẩm Cự trong mắt lần nữa lộ ra kính sợ chi sắc, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt càng là phảng phất lại xem quái vật giống nhau. Chợt tâm thần vừa động, đó là đem khối này cổ thần thi tạm thời thu vào nạp giới bên trong, nó vốn là vật chết, cho nên mới nhưng thu vào nạp giới bên trong. Liền ở Tiêu Viêm chuẩn bị nhích người rời đi, đi trước tầng thứ 6 thời điểm, toàn bộ tháp thân rõ ràng đong đưa, mọi người tức khắc đều hoảng loạn lên. Ngay cả Tiêu Viêm cũng là mày nhăn lại, loại này chấn động không tầm thường, bất quá vẫn chưa liên tục lâu lắm, dần dần bình ổn. Phát sinh cái gì sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm, nhưng quanh mình cũng không có xuất hiện cái gì khác thường. Lúc này Tiêu Viêm phát hiện, nữ đế không thấy. Tiêu Viêm không có tùy tiện hành động, mà là lựa chọn ngồi xếp bằng xuống dưới, sửa sang lại hơi thở, kỳ thật là chờ đợi nữ đế. Ước chừng nửa nén hương sau, nữ đế ôm băng chứa thỏ thân hình mới xuất hiện ở Tiêu Viêm bên cạnh. Viện Nhi, có tình huống? Tiêu Viêm thấp giọng hỏi nói. Nữ đế khẽ gật đầu, sau đó nói, nơi đây cấm chế bị phá khai. Thiên Hà Ma Quân cấm chế. Tiêu Viêm kinh nghi. Nữ đế gật gật đầu, tiếp tục nói. Người tới chỉ sợ là vì ngươi mà đến. Nói tới đây thời điểm, Tiêu Viêm ánh mắt đó là hơi hơi một ngưng, trong lòng như suy tư gì. Quá hư tới bao nhiêu người? Nữ đế cũng không có kinh ngạc, muốn suy đoán cũng hoàn toàn không khó. Tổng cộng 5 người, đối với ngươi mà nói thực lực rất mạnh. Bọn họ cũng có thể tiến tháp sao? Tiêu Viêm hỏi. Xông vào, nữ đế đáp. Tiêu Viêm mày nhăn lại, nhưng hư thần phân thân giấu ở tử thần hư linh tháp giữa, bọn họ liền tính biết được kia hai gã quá hư chết ở này bất hủ hoang dã. Hẳn là cũng truy cứu không đến Tiêu Viêm trên người, bất quá bọn họ thoạt nhìn tựa hồ mục tiêu thực minh xác. Chẳng lẽ bọn họ có thể dùng nào đó phương pháp tỏa định ở Tiêu Viêm trên người tới sao? Tiêu Viêm trong lòng suy tư nói, bất quá nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không có khả năng, nếu có thể tỏa định. Như vậy phía trước quá hư phân thân lần đầu tiên hiện thân thời điểm, bọn họ nên có thể tỏa định, nhưng cho đến hai gã quá hư xuất hiện thời điểm. Tựa hồ cũng hoàn toàn không biết được là Tiêu Viêm, thẳng đến cuối cùng Tiêu Viêm đem này triển lộ mà ra thời điểm bọn họ mới chân chính biết được. Cho nên nói, bọn họ hẳn là chỉ là biết được đại khái, biết này hai gã quá hư cường giả ngã xuống tại đây, nhưng vô pháp tỏa định là Tiêu Viêm việc làm. Bọn họ hẳn là vô pháp tỏa định ở ta trên người. Tiêu Viêm chợt nói. Nếu là bọn họ, vấn đề này đảo cũng thực hảo giải quyết, đặc biệt là ở chỗ này, mọi người đều là cá trong chậu. Nữ đế nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm nháy mắt thân hình hơi hơi chấn động. Viện Nhi ý tứ là nói, bọn họ nếu tìm không thấy ta cũng chỉ có một cái biện pháp, toàn sát. Tiêu Viêm nhớ lại phía trước hai cái quá hư hành vi phương thức, bọn họ tựa hồ tới đây chính là vì tới giết chóc sau đó cướp lấy bất hủ chi lực, toàn sát tựa hồ cũng chính hợp bọn họ ý. Thả này đó bất hủ đại lượng ngã xuống ở bất hủ hoang dã bên trong, cũng rất khó có người sẽ đem đầu mâu tỏa định ở quá hư trên người. Do đó sẽ không trêu chọc nhiều người tức giận khiến cho huyền âm thật giới đối bọn họ thảo phạt. Trước mắt xem ra, bọn họ vô cùng có khả năng đó là như thế suy tư, càng có thể là như vậy kế hoạch. Tính toán rời đi vẫn là tiếp tục. Nữ đế nhìn về phía Tiêu Viêm hỏi, nếu Tiêu Viêm muốn vào lúc này rời đi, nữ đế có thể trợ giúp Tiêu Viêm trực tiếp rời đi. Tiêu Viêm không có lập tức trả lời nữ đế, mà là ánh mắt hơi ngưng, mắt lộ ra suy tư chi sắc. Không đối, bọn họ tới quá chắc chắn, tựa hồ có thể phi thường xác định, cho nên ta cho rằng còn có một loại khả năng. Tiêu Viêm nghiêm túc nói. Nữ đế mắt đẹp mang theo nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hít sâu một hơi sau mở miệng nói. Đánh chết hai vị quá hư cường giả thời điểm, người xem nhưng có điểm nhiều. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía một bên Quá Tinh, người sau cảm nhận được đến từ Tiêu Viêm ánh mắt, sắc mặt hơi đổi. Đương nhiên, nàng đảo không phải kiêng kỵ Tiêu Viêm, mà là kiêng kỵ Tiêu Viêm bên cạnh nữ đế. Cảm nhận được Tiêu Viêm bất thiện ánh mắt, Quá Tinh tim đập cũng là chợt gia tốc, nàng kinh hãi, chẳng lẽ là Tiêu Viêm biết được cái gì, chỉ sợ muốn vấn tội với nàng. Lại đây. Tiêu Viêm một tiếng quát chói tai, thanh âm này như sấm sét giống nhau, càng là sợ tới mức quanh mình không ít người tâm thần chấn động. Chợt chỉ thấy kia Quá Tinh thân thể mềm mại khẽ run lên, chậm rãi đi tới Tiêu Viêm trước mặt, mới vừa rồi bao trùm mọi người ngạo nghễ khí thế nháy mắt biến mất. Mọi người kinh ngạc, người này đến tột cùng là cái gì thực lực, thế nhưng còn dám quát mắng thứ năm bước cường giả, đám người bên trong đã có người nhận ra Quá Tinh thân phận. Tin tức thực mau liền truyền khai, từng đạo ánh mắt trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài, giờ phút này càng nhiều một phần kính sợ. Đại nhân, chuyện gì? Quá Tinh ôm quyền chắp tay. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn Quá Tinh, trầm mặc một lát sau thấp giọng nói. Ngươi hẳn là biết là chuyện gì? Tiêu Viêm lạnh giọng mở miệng. Quá Tinh thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Đại nhân là trách tội ta phía trước không có kịp thời ra tay sao? Tiêu Viêm cười lạnh,
khóe miệng hơi hơi giơ lên. Ngươi còn có một vị tỷ muội đi nơi nào? Tiêu Viêm dò hỏi. Quá Tinh sắc mặt xanh mét, sau đó lắc lắc đầu. Đại nhân, ta không biết. Tiêu Viêm nhìn Quá Tinh, lúc này nữ đế mắt đẹp cũng dừng ở Quá Tinh trên người. Ngươi nếu không nói, ta chỉ có thể siêu hồn. Tiêu Viêm mở miệng, trên người lập tức đó là sắc khí kích động, mới vừa rồi Úc Quang bị Tiêu Viêm siêu hồn một màn, lúc này còn rõ ràng trước mắt. Quá Tinh cắn răng, nàng có hồn huyết ở nữ đế trong tay, chỉ cần tâm thần vừa động, nàng liền phản kháng cơ hội đều không có. Ngu Tình nàng nói sẽ ở thứ 9 tầng với ta hội hợp. Quá Tinh biến sắc sau, vội vàng mở miệng, nàng không dám đi đánh cuộc Tiêu Viêm, một đường đi theo có thể thấy được Tiêu Viêm sát phạt quyết đoán. Hơn nữa tâm tư lòng dạ sâu đậm, cùng cung chủ thập phần giống nhau, một cái vô ý đem mạng nhỏ cấp đánh cuộc ném. Nói vậy các ngươi cung chủ cũng sẽ ở thứ 9 tầng cùng chúng ta hội hợp đi. Tiêu Viêm tăng thêm chúng ta hai chữ ngữ khí, Quá Tinh sắc mặt càng thêm khó coi, hiển nhiên là vô pháp giấu giếm. Quá Tinh trầm mặc một lát sau khẽ gật đầu. Truyền lại tin tức, nói cho bọn họ hết thảy thuận lợi. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, Quá Tinh nghe vậy sửng sốt, Tiêu Viêm ánh mắt lãnh lệ, nàng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể là gật gật đầu, lập tức dựa theo Tiêu Viêm lời nói, đem tin tức truyền ra. Các ngươi hai người toàn thối lui đến trăm trượng. Tiêu Viêm vẫy vẫy tay, Thẩm Cự cùng Quá Tinh không dám nhiều lời, lập tức tránh lui mở ra. Nữ đế khí chàng tràn ra, quanh mình không người có thể nghe được bọn họ đối thoại. Chỉ sợ Tổ Sứt cùng Quá Hư sớm đã liên thủ, mà Quá Hư là bị chúng ta đánh chết, việc Ngu Tình đã nói cho Tổ Sứt, đúng là bởi vì như thế. Năm tên Quá Hư cường giả mới có thể như thế chắc chắn, tỏa định này tháp, hơn nữa hẳn là tính toán cùng Tổ Sứt liên thủ, ở thứ 9 tầng đối ta chờ tiến hành chờ sát. Tiêu Viêm trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói. Đương nhiên, bất quá này chỉ là ta suy đoán, phải đợi bọn họ 5 người tiến vào này tháp sau mới có thể nghiệm chứng. Nữ đế nghe vậy khẽ gật đầu, ánh mắt đã bình tĩnh, thậm chí con ngươi còn mang theo một chút ý cười. Nhìn Tiêu Viêm tràn đầy đều là sủng nịch chi sắc, đương nhiên, trừ bỏ sủng nịch ở ngoài, còn có mặt khác không thể miêu tả chi sắc. Nói ngắn lại, trong mắt tràn ngập nhan sắc. Phu quân hảo xin lợi hại, thiếp thân đều không có nghĩ vậy một chút, quả nhiên là phu quân tâm thần càng kín đáo một ít. Nữ đế đều là khen chi sắc, Tiêu Viêm nghe vậy tức khắc một phách trán, nghĩ thầm cùng nữ đế thương lượng đối sách, bất quá hiện tại xem ra, tựa hồ nữ đế hoàn toàn không đem việc này xem ở trong mắt. Viễn Nhi nhưng có tính toán gì không? Tiêu Viêm vẫn là hỏi. Tính toán? Thiếp thân toàn nghe phu quân, phải đi muốn lưu đều có thể, nếu phu quân muốn giết, thiếp thân cũng có thể bồi ngươi giết người. Nữ đế nhẹ nghi một tiếng, sau đó mắt đẹp cong thành trăng non nhi, sau đó ôn nhu nói. Quả thực muốn mạng già. Tiêu Viêm cười khổ, dưới loại tình huống này rời đi chỉ sợ tuyệt đối không phải tốt nhất chi sách, nếu là Tổ Sứt đã đem hắn tin tức bại lộ, như vậy liền tính rời đi. Quá Hư cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tiêu Viêm, hơn nữa sẽ càng gần một bước truy tra Tiêu Viêm, đối với hiện giờ còn ở huyền âm thật giới Tiêu Viêm tới nói cực kỳ bất lợi. Rõ ràng hẳn là Quá Hư kế hoạch, hiện tại trở thành Tiêu Viêm kế hoạch. Kế hoạch chỉ có hai chữ, toàn sát. Chỉ có toàn sát, có lẽ mới có thể đem việc này áp chế xuống dưới, bất quá muốn toàn bộ áp chế đã không có khả năng, việc đã đến nước này. Tránh né đã vô dụng, Tổ Sứt đã biết được, cùng Quá Hư cũng hảo, San Thần Cung cũng thế, này chiến, không thể tránh được. Nếu không thể tránh né, vậy không bằng đơn giản một trận chiến. Bọn họ đã tiến tháp, nữ đế lúc này mở miệng nói. Phải không? Bọn họ nhưng có động thủ săn giết bất hủ, Tiêu Viêm hỏi. Nữ đế lắc lắc đầu. Tạm thời còn không có. Ngươi thả tại đây chờ ta một lát. Tiếng nói vừa dứt, nữ đế liên đủ về phía trước bắn ra, thân hình lại là trực tiếp hư không tiêu thất, không ngoài sở liệu, phỏng chừng là đi quan sát này 5 người đi, Tiêu Viêm kinh ngạc. Không nghĩ tới nữ đế thế nhưng có thể tùy ý xuyên qua tại đây tháp giữa, tựa hồ đối với nữ đế tới nói, đều là một cái mặt bằng không gian, bất luận cái gì địa phương chỉ cần tâm niệm vừa động. Lại đi qua nửa nén hương, nữ đế thân ảnh lại lần nữa ở Tiêu Viêm bên cạnh hiện lên. Bọn họ giết người. Nữ đế sau khi xuất hiện mở miệng nói, Tiêu Viêm nghe vậy hơi hơi nhướng mày. Nếu là như thế, ta đây phía trước suy đoán hẳn là chính là sai lầm. Tiêu Viêm nhéo nhéo cằm suy tư nói. Nhưng bọn hắn cũng không có lạm sát, lúc này chính tốc độ cao nhất hướng tới tầng thứ hai tới rồi, ta tưởng phu quân suy đoán hẳn là chính xác. Nữ đế ôn nhu lại nói. Nói xong Tiêu Viêm đó là không có ở do dự, lập tức đó là đứng dậy. Đi tầng thứ sáu, tận lực cùng bọn họ kéo dài. Tiêu Viêm nói, nữ đế khẽ gật đầu. Yên tâm đi, thực lực của bọn họ còn vô pháp bài trừ giết chóc chi tháp nội không gian cấm chế, không thể khống chế đi trước không gian. Liên tính có thể tỏa định, ít nhất cũng muốn đến thứ 9 tầng tương ngộ cơ xuất khả năng mới có thể lớn hơn một chút. Nữ đế chợt nói. Tiêu Viêm còn không nghĩ nhanh như vậy cùng bọn họ bùng nổ chiến đấu, bởi vì này tháp bên trong tinh thuần nguyên khí làm Tiêu Viêm được lợi không nhỏ. Tuy rằng thực lực tăng lên tới cửu tinh đấu thần trung kỳ, nhưng còn xa xa không đủ. Không nói đến tại nơi đây đột phá đến bất hủ, Tiêu Viêm mục tiêu là ở chỗ này ít nhất đột phá đến cửu tinh đấu thần đỉnh, thật sự không được cửu tinh đấu thần hậu kỳ cũng đúng.
cho nên Tiêu Viêm hiện tại còn không nghĩ cùng bọn họ một trận chiến. Hơn nữa hiện tại chân chính tương ngộ, chỉ sợ cũng là chỉ có nữ đế ra tay mới vừa rồi có thể giải quyết. Đương nhiên, nếu nói dựa theo nữ đế lời nói, quá hư tổng cộng tới 5 vị, bọn họ tiến vào tầng thứ 2 thời điểm nhất định sẽ bị mạnh mẽ tách ra. Kể từ đó đó là cho Tiêu Viêm từng cái đánh bại cơ hội. Rốt cuộc bọn họ vô pháp khống chế đi trước không gian, tuy rằng đều ở giết chóc chi tháp tầng thứ 2. Nhưng tầng thứ 2 lại chia làm vô số không gian, chỉ cần 5 người không có ở bên nhau, Tiêu Viêm liền có cơ hội. Chẳng qua Tiêu Viêm hiện tại ý tưởng chính là tăng lên bản tôn thực lực, rốt cuộc muốn chế tài quá hư, quang sát này 5 cái còn xa xa không đủ. Mà sát bọn họ không phải Tiêu Viêm mục tiêu, tăng lên mới là mấu chốt. Lúc này Tiêu Viêm đã mang theo Quá Tinh cùng Thẩm Cự đi trước tầng thứ 6, đến nỗi Thẩm Cự ma khí không đủ. Đại nhân từ từ, ta đây liền đi đoạt lấy. Thẩm Cự giọng nói còn không có rơi xuống, Tiêu Viêm nhìn thoáng qua Thẩm Cự, rồi sau đó liền cùng Quá Tinh không có quay đầu lại tiến vào tới rồi chùm tia sáng bên trong, trực tiếp đem hắn từ bỏ. Một cổ gió lạnh đánh úp lại, Thẩm Cự một người đang đi tới tầng thứ 6 chùm tia sáng trước mặt Hỗn Độn. Hắn đạt được tự do, nay bổn hẳn là may mắn sự tình, nhưng đồng thời, hắn cũng bị vứt bỏ. Tự do là đích xác tự do, bất quá này lòng tự trọng lần nữa bị thương. Thẩm Cự cắn răng một cái, trong lòng cân nhắc, tựa hồ cảm giác luôn có đại sự muốn phát sinh, đãi tại nơi đây chỉ sợ ngược lại là có nguy hiểm. Đi theo Tiêu Viêm tuy rằng cũng có nguy hiểm, bất quá ít nhất so ở chỗ này nghẹn chết muốn hảo. Nếu thật ra cái gì vấn đề, đến cuối cùng cũng cái gì đều không biết liền chết, kia mới là chân chính hàm oan. Thẩm Cự không có nghi muộn, lập tức tìm kiếm ma khí tăng lên chính mình ma văn. Không được không được, phải nghĩ biện pháp đuổi theo đi, mới vừa rồi nơi đây đắc tội không ít người, một hồi bọn họ đuổi theo, nhiều người như vậy ta nơi nào đánh thắng được à. Thẩm Cự một cái tráng hán, vào giờ phút này thiếu chút nữa không có khóc thành tiếng tới. Tầng thứ 6, như cũ là Quá Tinh đi trước xuất hiện, rồi sau đó Tiêu Viêm mới đi theo, hiển nhiên bị mạnh mẽ tách ra, chẳng qua nữ đế lại mang theo Tiêu Viêm mạnh mẽ rời đi ở cùng nhau. Thẩm Cự cũng không quan trọng, nhưng Quá Tinh đối Tiêu Viêm tới nói rất quan trọng, thậm chí ở tất yếu dưới tình huống. Tiêu Viêm sẽ đem này mạt sát, sau đó siêu hồn, hắn biết được, Quá Tinh đối nàng nhất định có điều giấu giếm. Tuy rằng nữ đế khống chế được này hồn huyết, nhưng tổ sức cũng giống nhau có thể khống chế hắn sinh mệnh, dưới tình huống như vậy. Quá Tinh khả năng ở vào trung lập vị, nhưng có chút tin tức, vô luận là Tiêu Viêm vẫn là tổ sức, nàng hai bên đều ở giấu giếm. Chỉ có dưới loại tình huống này, nàng có lẽ mới có thể tìm kiếm đến một tia sinh cơ. Quá Tinh tuy rằng không có ngu tình thận trọng, nhưng nàng tuy rằng thoạt nhìn tùy tiện, kỳ thật có thể đi đến hôm nay này một bước, tự nhiên có nàng độc đáo một mặt. Dọc theo đường đi Quá Tinh cũng không có biểu hiện kinh hoàng, ngược lại là bình tĩnh đáng sợ, bởi vì nàng cũng minh bạch. Bất luận cái gì một câu, hoặc là sai sự, đều khả năng làm nàng ở chỗ này đem mạng nhỏ cấp chơi xong. Tối tăm không gian giữa, ma vật giống như thủy triều giống nhau số lượng đông đảo, mà ở này ma vật bên trong, Tiêu Viêm nhìn đến một viên lửa đỏ đại thụ, mà phía trên sinh trưởng từng đoàn hồng mang. Tiêu Viêm thấy thế ánh mắt đó là đột nhiên một ngưng, này từng đoàn hồng mang bên trong chính là sinh trưởng từng viên tinh oánh dịch thấu ma la quả. Linh hồn chi lực dò ra đó là có thể cảm nhận được này ẩn chứa bàng bạc ma khí cùng tinh thuần thần chi nguyên khí. Hai người đều là hiện tại Tiêu Viêm phi thường yêu cầu, trong cơ thể tám văn ma đan còn có thể tăng lên. Mà mới vừa rồi ở tầng thứ 5 bên trong thu hoạch thiên hà ma quang tượng, Tiêu Viêm chưa từng đem này hoàn toàn thi triển, nguyên nhân đó là trong cơ thể ma khí còn không đủ. Thiên hà ma quang tượng chia làm ảnh, thật, thật, mà muốn hoàn toàn thi triển, yêu cầu ma đan càng cường. Vận dụng trong đó ma khí mới vừa rồi có thể thi triển mà ra, này cũng làm Tiêu Viêm lần đầu tiên cảm nhận được trong cơ thể ma khí tác dụng. Hơn nữa Tiêu Viêm phát hiện, ma khí ở trong cơ thể ngưng tụ thành đan sau, tiêu hao ma khí sẽ theo thời gian đền bù. Mà dày đặc ma khí trừ bỏ tự thân sát ý ngoại, người khác sát ý cũng có thể đủ bổ sung. Cái này làm cho Tiêu Viêm đối này cũng là có một ít hứng thú, ánh mắt lập tức tỏa định này viên lửa đỏ chi thụ. Quanh mình ma vật đông đảo, Tiêu Viêm chợt nhìn Quá Tinh liếc mắt một cái, người sau tự nhiên minh bạch. Tiêu Viêm thân hình vừa mới chuẩn bị vừa động, bỗng nhiên đó là ánh mắt nhìn về phía một bên, chỉ thấy ở xa có cực kỳ chói tai kiếm minh tiếng động vang vọng. Chỉ thấy nơi xa một thanh thật lớn kiếm quang, lấy một loại tốc độ kinh người từ ở xa lực tới. Thật lớn kiếm quang đè thấp, những cái đó ma vật hướng tới bọn họ mãnh pháp mà đến, nhưng tới gần một cái chớp mắt, sắc bén kiếm khí đó là đem tới gần ma vật trực tiếp chia năm xẻ bảy. Thật lớn kiếm quang huyền đỉnh, ở kia phía trên đứng lặng một đạo thân ảnh, người này một thân sạch sẽ áo bào trắng, bộ dáng thanh tú, hướng tới Tiêu Viêm hơi hơi ôm quyền. Tại hạ Thiên Võ Kiếm Tông Du Tiêu, vị này huynh đài, nhiều như vậy ma la quả chúng ta chia đều như thế nào? Tiêu Viêm ánh mắt dừng ở người này trên người, trong nháy mắt đó là có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, đương nhiên, lúc này là bản tôn đệ nhất cảm giác. Đây là ta trước phát hiện, Tiêu Viêm lạnh lùng mở miệng nói. Đó là tự nhiên, bất quá huynh đài có lẽ không biết, muốn đạt được này ma la quả nhưng không dễ dàng như vậy. Tiếng nói vừa dứt, cự kiếm phía trên Du Tiêu vung tay lên, một đạo kiếm khí đó là hướng tới lửa đỏ đại thụ lao đi.
Một đạo hùng hồn hơi thở đó là trực tiếp đem này kinh sợ mà khai. Du Tiêu thân hình lập tức sau này đảo bắn, Tiêu Viêm cũng đã nhận ra không đúng, lập tức tránh lui mở ra. Lúc này mới nhìn thấy tại đây lửa đỏ đại thụ bên trong ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh dáng người gầy ốm, tản ra cực kỳ nồng đậm ma khí, trừ bỏ ma khí ở ngoài, lệ nhân tâm thần chấn động chính là hắn còn tản ra thứ năm bước cường đại khí thế. Trong lúc nhất thời Tiêu Viêm cũng vô pháp phán đoán người này sống hay chết. Cho đến nghe được này đạo thân ảnh phát ra âm lịch tiếng cười. Khặc khặc, hồi lâu không có người tới, đều mau làm ta quên mất máu tươi là cái gì hương vị. Cự kiếm phía trên nam tử nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, hơi hơi sửng sốt sau, ngược lại lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Quá Tinh. Căn cứ nam tử ánh mắt biến hóa, Tiêu Viêm phỏng chừng lại bị trở thành một người nhược kê đấu thần. Không đối, Tiêu Viêm vốn dĩ chính là đấu thần. Tựa hồ người khác cũng không có sai, bị xem thường cũng đích xác thực bình thường. Người ta hai người liên thủ, giải quyết rớt này ma, lúc sau ma la quả chúng ta chia đều. Du Tiêu nhìn về phía Quá Tinh, hoàn toàn xem nhẹ Tiêu Viêm, nhưng tại đây một khắc Quá Tinh ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Du Tiêu hơi hơi sửng sốt, chợt ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tiêu Viêm, chỉ thấy Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu. Này, rốt cuộc ai là chủ nhân a? Nhưng Du Tiêu nhìn Tiêu Viêm hơi hơi mỉm cười, sau đó ôm quyền chắp tay, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Mới vừa rồi Quá Tinh nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt hiển nhiên đã thuyết minh hết thảy. Mà vị này đến từ Thiên Võ Kiếm Tông tên là Du Tiêu nam tử, này tâm tư kín đáo hơn nữa có thể đi vào tầng thứ 6 liền tuyệt phi là đơn giản đấu thần. Loại địa phương này, thực lực thoạt nhìn càng thấp, kỳ thật càng là cường khủng bố. Chỉ sợ các hạ chính là này một cường giả đi. Du Tiêu cười nói, đến nỗi Tiêu Viêm còn lại là ánh mắt đạm nhiên, không có mở miệng, chỉ là nhìn về phía Quá Tinh sau mới nói. Tốc chiến tốc thắng. Nói xong Quá Tinh trên người thứ năm bức khí thế cường đại ầm ầm bùng nổ, Du Tiêu tức khắc ánh mắt chợt co rụt lại, hắn biết được Quá Tinh rất mạnh. Nhưng không có nghĩ đến thế nhưng sẽ là thứ năm bức cường giả, nghĩ thầm còn hảo không có nói năng lỗ mãng, này nhị vị vừa thấy liền không phải thiện tra. Tiêu Viêm ánh mắt đánh giá quanh mình, vực cảnh linh hồn chi lực tản ra, cảm thụ không đến lửa đỏ trên đại thụ thân ảnh hơi thở, cùng thi khôi giống nhau. Không có sinh mệnh cho nên không có hơi thở, chỉ cần đối phương ở không có bất luận cái gì động tác thời điểm, vực cảnh linh hồn chi lực cũng vô pháp bắt giữ đến bọn họ thân ảnh. Quanh mình có chút không thích hợp, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, lúc này Quá Tinh đã là bỗng nhiên ra tay. Đó là đương nhiên, nơi này bố có trận pháp. Mắt chó thanh âm ở Tiêu Viêm tay áo trung vang lên, Tiêu Viêm trong mắt ánh sao chợt lóe, vội vàng quát bảo ngưng lại Quá Tinh. Chờ một chút. Bất quá tựa hồ đã có chút đã muộn, Quá Tinh thân hình đã là tới gần lửa đỏ đại thụ, một đạo hồng quang nháy mắt đó là đem Quá Tinh bao phủ trong đó. Dưới nền đất dưới tựa hồ là lửa đỏ đại thụ rễ cây, như rắn độc giống nhau nháy mắt đem bị hồng quang khống chế Quá Tinh khóa chết. Lửa đỏ đại thụ bên trong hắc ảnh bạo lực mà ra, trong tay có hắc quang lập lòe, hướng tới Quá Tinh trái tim đâm mạnh mà đi. Liền ở kia hắc quang đâm trúng Quá Tinh một cái chớp mắt, tam thúc kiếm quang bạo lực mà ra, trực tiếp tỏa định hắc ảnh. Trong đó một đạo kiếm quang chắn Quá Tinh trước mặt, mặt khác một đạo muốn trợ Quá Tinh thoát vây, bất quá hiển nhiên trận này uy lực không tầm thường. Tuy rằng không cụ bị lực công kích, nhưng lại có thể đem thứ năm bước đều khống chế giây lát, này liền đã phi thường cường hãn. Hắc ảnh một kích không có thực hiện được, rốt cuộc Quá Tinh là thứ năm bước cường giả. Cường đại bất hủ chi lực bùng nổ mà khai, đem vây khốn nàng rễ cây sinh sôi chấn vỡ. Nhưng mặt đất dưới lần nữa có rễ cây lực tới, không chỉ có lực hướng Quá Tinh, cũng lực hướng về phía đứng lặng ở kiếm quang thượng Du Tiêu. Hai người thực lực đều là hung hãn, nháy mắt thi triển thủ đoạn, đem lực tới rễ cây tất cả nổ nát, lúc này càng là xem nhẹ hắc ảnh. Tứ chi thon dài, màu đỏ trong mắt, toàn thân đều là màu đen, tỏa sáng ánh sáng màu đen, thoạt nhìn thập phần cổ quái. Lúc này quanh mình ma vật lại là một con đều không có, quanh mình có chút an tĩnh đáng sợ. Tiếp theo nháy mắt nghe được xô xoạt xoạt thanh âm. Tiêu Viêm ánh mắt lần nữa quét ngang quanh mình thời điểm lại là phát hiện, có mười mấy cùng trước mắt cái này hắc ảnh giống nhau như đúc tồn tại xuất hiện ở quanh mình. Không xong, tựa hồ thọc ma la quỷ hang ổ. Du Tiêu một phách chán, không nghĩ tới tình huống sẽ biến thành cái dạng này, một con còn cũng khỏe giải quyết, như này mười mấy chỉ liền khó nói. Nhị vị, này ma la quả ta từ bỏ, cáo từ. Nói xong Du Tiêu lòng bàn chân kiếm quang vừa động, đó là chuẩn bị bạo lực rời đi, vì mấy cái ma la quả liều mạng. Tựa hồ có chút không đáng giá. Đối với bọn họ loại này trình tự cường giả tới nói, nguyên khí đã sớm không quan trọng, duy nhất có thể coi trọng chính là ma la quả bên trong ẩn chứa nồng đậm ma khí. Hiển nhiên bọn họ đã biết được, muốn đạt được thiên hà ma quân truyền thừa, đạt được truyền thừa cũng là cùng ma khí cùng một nhịp thở. Có thể vận dụng đến cái dạng gì trình tự, cũng cùng trong cơ thể ma đan có phân không khai liên hệ. Nhưng tình huống hiện tại tựa hồ có chút không xong. Bất quá liền ở Du Tiêu dưới chân kiếm quang lực ra một cái chớp mắt, chỉ nghe thấy một đạo phá phong tiếng động. Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích lôi cuốn cường hãn kình phong chiều hắn gào thét mà đi. Chỉ sợ không phải chúng ta thọc này đó ma la quỷ hang ổ, mà là ngươi gặp phải tai họa, muốn cho chúng ta hai người vì ngươi bối nổi. Ngươi nếu dám đi, ta liền trước giết ngươi. Tiêu Viêm lãnh lệ thanh âm chợt truyền ra.
Du Tiêu chạy nhanh nâng lên trong tay trường kiếm, chặn lại Tiêu Viêm ném mà đến cự thước, cường hãn kính đạo trực tiếp làm Du Tiêu cảm giác hổ khẩu cánh tay đều chấn sinh đau. Huynh đài gì ra lời này, này đó ma la quỷ cũng không phải là tại hạ đưa tới. Du Tiêu cãi lại nói. Phải không, mặc kệ chúng nó có phải hay không ngươi đưa tới, hoặc là cùng ra tay giải quyết, hoặc là ta đem ngươi giết, lại giải quyết bọn họ cũng không muộn. Tiêu Viêm trên người sắc khí kích động, Du Tiêu tựa hồ cũng là có chút tức giận. Hảo cuồng khẩu khí, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi đến tục cùng có bao nhiêu năng lực. Du Tiêu hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, trong tay đó là ngưng tụ ra một thanh kiếm quang. Tiêu Viêm hai lời chưa nói, giơ tay bắt Hoàng Huyền Trọng Xích từ ở xa bay vút mà đến, thân hình cũng là ngay sau đó vừa động, tiếp được bắt Hoàng Huyền Trọng Xích sau. Cao cao nhảy lên, nâng lên bắt Hoàng Huyền Trọng Xích này trên người ngọn lửa trào dâng mà ra, một thức đó là hướng tới Du Tiêu ném tới. Một bên ma la quỷ tựa hồ vào lúc này sôi nổi ngây ngẩn cả người. Là các ngươi vây quanh, như thế nào một chút tôn trọng đều không có. Lôi cuốn ngọn lửa cùng lôi đình một thức tràn ngập bá đạo hơi thở, Du Tiêu ánh mắt hơi ngưng, nhìn lực tới cự thức tuy rằng không có bất hủ chi lực, lại làm hắn kinh hãi thân thể. Hắn không dám đại ý, kiếm quang huyền phù ở trước mặt, giấu tay nhanh chóng biến ảo, chỉ thấy kiếm quang phía trên quang mang đại trán, từng đạo bất hủ chi lực quanh quẩn mà thượng. Thanh quang phá kiếm quyết. Du Tiêu tiếng nói vừa dứt, bàn tay nắm lấy kiếm quang sau đó đột nhiên hướng tới Tiêu Viêm nhất kiếm chém ra. Kiếm quang chém ra thanh quang thoạt nhìn tuy rằng cũng không hoa lệ, nhưng trong đó ẩn chứa bất hủ chi lực lại là cực kỳ cường đại, ít nhất muốn mạt diệt một cái đấu thần hoàn toàn không nói chơi. Đương nhiên, giờ phút này Tiêu Viêm giữa mày như ẩn như hiện gian, trừ bỏ tà tôn ấn ký ở ngoài, còn có tam cái tinh ấn lập lòe. Tiêu Viêm đã thuần thục nắm giữ, hoàn toàn có thể ở đối thủ đều hảo vô phát hiện dưới tình huống, làm phân thân cùng bản tôn thi triển nắn mệnh chi thuật. Hai người đều là thế tới rào rạt, hung hăng va chạm ở cùng nhau. Một tiếng nổ vang vang vọng, thanh quang vết kiếm cùng Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích đối đánh vào cùng nhau. Vô số sắc bén kiếm cương cũng là ở va chạm một cái chớp mắt hướng tới Tiêu Viêm điên cuồng thổi quét. Thế cho nên Tiêu Viêm trên người quần áo tất cả chảm toái, lộ ra kia quần áo dưới vô cùng mạnh mẽ thân thể. Thanh quang vết kiếm khuếch tán mà ra kiếm cương cũng đồng dạng cường hãn dị thường, nhưng bao phủ ở Tiêu Viêm thân thể phía trên thời điểm, lại làm Du Tiêu trong mắt đều hơi hơi co rụt lại. Bởi vì dừng ở Tiêu Viêm thân thể thượng kiếm cương phát ra kim thiết va chạm thanh, giống như Tiêu Viêm thân thể có thể so với chân kim. Vô cùng cứng cỏi, này kiếm cương càng là chưa từng ở này thân thể phía trên lưu lại nửa điểm vết thương. Du Tiêu lãnh tê một tiếng, trong mắt hàn mang kích động, trong lòng đối Tiêu Viêm rất là khiếp sợ, liền tính Tiêu Viêm cũng là thứ năm bước cường giả. Cũng quả quyết không có khả năng ở thừa nhận hắn thanh quang phá kiếm quyết tình huống dưới lông tóc không tổn hao gì. Tiêu Viêm trên người diệt hư thiên lôi chớp động, trong mắt có ngọn lửa thiêu đốt, chỉ thấy kia thanh quang vết kiếm dần dần tiêu hao, cuối cùng băng tán mà đi. Không có khả năng, hắn trên người không có một tia bất hủ chi lực, như thế cường đại thân thể. Hay là hắn là bất hủ thân thể? Du Tiêu trong lòng thất kinh, tuy rằng bất hủ thân thể phi thường thưa thớt, nhưng bởi vì cường đại, cũng là lưu truyền rộng rãi, đại bộ phận bất hủ đều biết được có này tồn tại. Lúc này liền ở Tiêu Viêm lần nữa chuẩn bị hướng tới Du Tiêu tiếp tục công kích mà đi thời điểm, quanh mình mười mấy ma la quỷ lấy cực nhanh tốc độ bạo lực mà đến. Từ bốn phương tám hướng đưa bọn họ hai người vây quanh ở trong đó, chúng nó tay cầm các loại vũ khí, có đao có kiếm, thậm chí còn có cung tiễn. Ở xa truyền đến phá phong tiếng động, thượng trăm mũi tên vũ hướng tới hai người bao phủ mà đến, mỗi một mũi tên vũ đều lôi cuốn cường hãn ma khí. Màu đỏ tươi tiễn vũ cũng không tầm thường, Du Tiêu không dám đại ý, ngưng tụ ra vô số bóng kiếm, bảo vệ quanh thân. Đến nỗi Tiêu Viêm, còn lại là sắc mặt bình đạm, nhìn những cái đó gào thét mà đến tiễn vũ không có chút nào tránh né, lệnh một bên Du Tiêu trên mặt lộ ra kinh dị chi sắc. Chỉ nhìn thấy những cái đó lôi cuốn màu đỏ tươi ma khí tiễn vũ tất cả dừng ở Tiêu Viêm thân thể thượng một cái chớp mắt, bộc phát ra tinh thiết tiếng động. Tiêu Viêm thân thể thượng hỏa tinh văng khắp nơi, này đó tiễn vũ dừng ở Tiêu Viêm trên người thời điểm, đối Tiêu Viêm lại là không có tạo thành chút nào thương tổn. Ngược lại là Tiêu Viêm võ thần cánh ngưng tụ ngay lập tức ngưng tụ, thân hình hóa thành tàn ảnh một thước oanh ra. Một tiếng trầm vang, ở giữa Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích ma la quỷ toàn bộ thân thể nháy mắt sụi lơ. Cốt cách huyết nhục tất cả hỏng mất, thật mạnh nện ở mặt đất, thấy như vậy một màn, Du Tiêu giờ phút này chật đứt phải rời khỏi ý tưởng. Hắn lúc này đã phản ứng lại đây, chính mình tuyệt đối không phải Tiêu Viêm đối thủ, hơn nữa từ mới vừa rồi Tiêu Viêm phong cách hành sự tới xem, cũng là một cái tàn nhẫn người. Nếu hắn thật muốn trốn, Tiêu Viêm phòng trừng sẽ không chút do dự trước giết hắn, rốt cuộc này đó ma la quỷ đối Tiêu Viêm tới nói không đáng kể chút nào uy hiếp. So với ma la quỷ tới nói, nơi đây trận pháp mới là chân chính càng thêm cụ bị uy hiếp. Nhưng trận pháp đối với Tiêu Viêm tới nói, chỉ cần có mắt chó ở, vô luận cái gì trận pháp Tiêu Viêm đều có thể không cần để vào mắt. Tiêu Viêm càng nhiều ánh mắt là dừng ở Du Tiêu cùng Quá Tinh trên người, này đó đột nhiên xuất hiện ma la quỷ, cùng với nơi đây trận pháp. Du Tiêu xuất hiện rất kỳ quái, hơn nữa ở Quá Tinh bị nhốt trụ một cái chớp mắt, Tiêu Viêm thấy được Du Tiêu ra tay, cho nên này hai người rất có khả năng nhận thức. Đến nỗi này Du Tiêu cũng vô cùng có khả năng là một người săn thần giả, đến từ săn thần cung,
tiến đến mục đích có lẽ là cùng Quá Tinh đánh cái chiếu ứng. Cho nên Tiêu Viêm sẽ không tha Du Tiêu đi, thả không biết Tổ Sắt là cái gì kế hoạch, bất quá nếu đem người đưa tới, Tiêu Viêm liền sẽ chiếu thu không lầm. Chỉ thấy Tiêu Viêm thân hình xê dịch, phanh phanh lại là vài thước chém ra, này đó ma la quỷ hoàn toàn không có ngăn cản chi lực. Đều tiếp không dưới một thước, Tiêu Viêm muốn tiêu diệt sát này đó ma la quỷ nửa nén hương đều phải không được. Bất quá liền ở Tiêu Viêm cũng như vậy cho rằng thời điểm, những cái đó thật mạnh nện ở trên mặt đất sụi lơ ma la quỷ bỗng nhiên cả người phát ra ra hồng quang. Thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng, một đám trực tiếp hóa thành mấy chục trượng cao lớn người khổng lồ, hiển nhiên muốn đánh chết này đó ma la quỷ nhưng không có tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tiêu Viêm thấy thế nhíu mày, có thể rõ ràng cảm giác được này đó ma hóa ma la quỷ tàn mát ra cường đại thân thể huyết khí, so với phía trước rõ ràng cường thượng mấy cái cấp bậc. Trong đó một cái ma hóa ma la quỷ hướng tới Tiêu Viêm một trường chụp tới, Tiêu Viêm ánh mắt lãnh lệ chi gian. Lòng bàn tay ngọn lửa kích động, ngọn lửa bao trùm Bát Hoang Huyền Trọng Xích, đột nhiên một thước chém ra. Một tiếng nổ vang, ma la quỷ bị Tiêu Viêm hung hăng đẩy lui, oanh hướng Tiêu Viêm bàn tay nổ mạnh mà khai. Như này lại không có phát ra bất luận cái gì thống khổ gào giống, mà là mại động thật lớn bàn chân hướng tới Tiêu Viêm nghiền áp mà đến. Tiêu Viêm ánh mắt lãnh lệ, sắc thanh mở miệng, các ngươi hai người nếu còn tính toán bàng quan, kết cục cùng chúng nó giống nhau. Nơi này ma la quỷ số lượng đông đảo, muốn toàn bộ diệt sát vẫn là yêu cầu hao phí không nhỏ công phu, lúc này Du Tiêu hai người ở một bên tựa hồ không có tính toán ra tay. Nhưng nghe đến Tiêu Viêm lãnh lệ thanh âm sau khi truyền ra, Quá Tinh lúc này mới thân hình vừa động, gia nhập tới rồi chiến đấu giữa. Không có mệnh lệnh, ta cho rằng đại nhân muốn một mình ra tay diệt sát chúng nó toàn bộ. Quá Tinh mở miệng nói, Tiêu Viêm ánh mắt chỉ là lạnh lùng nhìn Quá Tinh liếc mắt một cái. Thật cũng không phải không thể, này đó ma la quỷ giao cho ta, người nọ giao cho ngươi, giết hắn, đừng lưu người sống. Tiêu Viêm thanh âm truyền ra, Quá Tinh nghe vậy tức khắc khuôn mặt cứng đờ, mà này hơi hơi biến hóa, tự nhiên là trốn bất quá Tiêu Viêm ánh mắt. Mà Du Tiêu nghe vậy, khuôn mặt thượng thần sắc cũng là hơi đổi. Nói xong Tiêu Viêm không có tiếp tục lại lưu ý hai người, thân hình vừa động đã là bạo lực mà ra. Nắm chặt thời gian giải quyết rớt này đó ma la quỷ tài là thật, mặt sau năm tên quá hư cường giả chỉ sợ nếu không bao lâu liền sẽ đuổi theo. Cho nên Tiêu Viêm muốn nắm chặt thời gian tăng lên bản tôn, 900 triệu nguyên khí nội tình còn xa xa không đủ. Kỳ thật thượng, hiện giờ Tiêu Viêm có thể bộc phát ra nguyên khí nội tình vượt qua 2 tỷ, như thế trình độ đã đạt tới tầm thường cửu tinh đấu thần đỉnh tài năng bị nguyên khí nội tình. Bất quá đang xem quá Đông Hải xa lúc sau, Tiêu Viêm mới biết được, vài tỷ nguyên khí nội tình lại tính cái gì, chục tỷ nguyên khí nội tình kia mới là chân chính áp đảo hết thảy phía trên. Dựa theo hiện giờ Tiêu Viêm thực lực tăng lên, đương Tiêu Viêm đến cửu tinh đấu thần đỉnh thời điểm, cụ bị tỷ tả hữu nguyên khí nội tình. Hơn nữa song trọng sao trời hải đó là có thể đạt tới 5 tỷ, bất quá dù vậy, bất luận cái gì Đông Hải xa chục tỷ có cực đại chênh lệch. Như 5 tỷ đã áp đảo 9 giờ 9 thành cửu tinh đấu thần đỉnh. Nhưng Tiêu Viêm muốn là bao trùm cùng sở hữu đấu thần. Không có dã tâm như thế nào thành thần. Lúc này đến nỗi Quá Tinh cùng Du Tiêu hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái liền đủ để chứng minh bọn họ hai người đích xác nhận thức. Du Tiêu lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, đó là vọt vào ma la quỷ bên trong. Quá Tinh hơi hơi sửng sốt sau cũng vẫn chưa đối Du Tiêu động thủ, mà là ra tay cùng giải quyết này đông đảo ma la quỷ. Tiêu Viêm huy động Bát Hoang Huyền Trọng Xích, điên cuồng tiêu hao trong cơ thể nguyên khí, lấy bất diệt chi hỏa triển khai vạn hỏa thần vực, ở Tiêu Viêm tiêu hao nguyên khí đồng thời. Đồng dạng cũng có cuồn cuộn không ngừng nguyên khí dũng hướng Tiêu Viêm, hiện tại Tiêu Viêm sở làm chiến đấu cũng là vì nguyên khí nội tình tăng lên đánh hạ cơ sở. Cho nên Du Tiêu cùng Quá Tinh hai người đó là nhìn đến, đối phó ma la quỷ Tiêu Viêm dị thường nghiêm túc, đấu kỹ có thể nói là ùn ùn không dứt. Thất sát chấn thần quyền liền oanh ra mấy chục quyền. Phệ viêm sấm đánh thức càng là vô số, nhưng dù vậy, Tiêu Viêm có thể bộc phát ra ước chừng 2 tỷ nguyên khí nội tình, như cũ phi thường nồng đậm. Liền tính Tiêu Viêm điên cuồng tiêu hao, nhưng như cũ có được bàng bạc nguyên khí nội tình. Thần viêm hư phá chạm. Hoa mỹ ngọn lửa lộng cháo quanh mình, rồi sau đó ầm ầm một tiếng đó là điên cuồng thổi quét. Viêm lôi giảo thiên trận. Thiên huyễn lôi long phá. Tiêu Viêm cơ hồ đem chính mình hiện giờ cũng đủ cường đại đấu kỹ tất cả thi triển. Một bên Du Tiêu cùng Quá Tinh ngạc nhiên. Đảo không phải Tiêu Viêm thi triển đấu kỹ có bao nhiêu cường đại, ngược lại bọn họ lúc này mới cảm thấy, này tựa hồ mới là một cái đấu thần. Nhưng mới vừa rồi rõ ràng có thể so với thứ năm bước đế chi bất hủ, giờ phút này như thế nào lại biến thành đấu thần. Hai người cảm thấy khó hiểu, nhìn Tiêu Viêm tình cảm mãnh liệt chiến đấu hăng hái bộ dáng, rõ ràng có được đơn giản mặt sát năng lực, lại muốn điên cuồng tiêu hao nguyên khí. Bọn họ xem không hiểu Tiêu Viêm, rõ ràng có thứ năm bước bất hủ thực lực, vì sao còn muốn như thế mất công. Sau một lát hai người mới phản ứng lại đây, Tiêu Viêm muốn không chỉ có là thân thể đạt tới bất hủ, cũng muốn làm nguyên khí đạt tới bất hủ. Tuy rằng nghe nói qua bất hủ thân thể, nhưng có được bất hủ thân thể giả đều là đối rèn luyện thân thể phi thường mê muội, do đó cơ hồ từ bỏ nguyên khí tu luyện. Đạt tới bất hủ thân thể trình tự cường giả, tuyệt đại bộ phận đều là đấu thần dừng bước, đảo không phải bọn họ hoàn toàn không có đối nguyên khí tu luyện thiên phú. Phảng phất càng như là thế giới cho quy tắc hạn chế, tựa hồ có được bất hủ thân thể,
như vậy liền không thể làm nguyên khí đạt tới bất hủ. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều bất hủ thân thể cường giả đều dừng bước với cửu tinh đấu thần đỉnh, trước sau vô pháp làm nguyên khí đột phá đến bất hủ. Cho nên ở bọn họ xem ra, Tiêu Viêm hành động bất quá chỉ là ở lãng phí thời gian, cùng với tu luyện nguyên khí, chi bằng tiếp tục rèn luyện bất hủ thân thể. Nhưng bọn họ không biết chính là, Tiêu Viêm bất hủ thân thể là đến từ chính nguyên thần phân thân, cùng hắn bản thân cũng không xung đột, đương nhiên, Tiêu Viêm tu luyện không cần bọn họ lý giải. Ma hóa sau ma la quỷ tuy rằng khó giết một ít, nhưng rốt cuộc quá tinh là thứ 5 bước, đến nỗi Du Tiêu cũng là ít nhất bước thứ 4. Nếu không mới vừa rồi cùng Tiêu Viêm đối chạm vào liền không khả năng sẽ như thế nhẹ nhàng. Đến nỗi một bên Tiêu Viêm, thanh thế tuy rằng to lớn, nhưng thực tế thượng đánh nửa ngày mới giết chết một con ma la quỷ mà thôi. Mặt khác mười mấy chỉ đều là quá tinh cùng Du Tiêu hai người đánh chết, ở xong việc nhi lúc sau, Tiêu Viêm càng tựa hồ mệt không được, ngồi xếp bằng xuống dưới khôi phục. Quá tinh cùng Du Tiêu liếc nhau sau chỉ có thể cười khổ, nhìn Tiêu Viêm thực khó chịu, nhưng lại không dám nói. Rõ ràng rất mạnh, lại biểu hiện thực nhược. Thoạt nhìn là cái đấu thần, mà khi chân chính động thủ thời điểm, lại cường như thứ 5 bước. Thật sự khó làm. Ngồi xếp bằng một lát Tiêu Viêm thực mau mở hai mắt, ma la quỷ đều bị đánh chết, mà này đó bị giết rớt ma la quỷ thân thể đều sẽ nổ tung. Mỗi một con ma la quỷ đều sẽ lưu lại mười mấy cái ẩn chứa càng thêm nùng liệt ma khí nguyên đan, đều không ngoại lệ, Tiêu Viêm toàn bộ thu vào trong túi. Thực bá đạo, hai người trong lòng cho dù có lời nói, kia cũng không dám nói, chỉ có thể chịu đựng. Cái này làm cho Tiêu Viêm nháy mắt có được gần như 200 cái nguyên đan. Hai lời chưa nói đó là giơ tay ném vào số viên nhập khẩu, chợt ánh mắt càng là nhìn về phía lửa đỏ trên đại thụ sinh trưởng ma la quả. Nhưng lúc này tuy rằng giải quyết rớt ma la quỷ, như này lửa đỏ đại thụ quanh mình như cũ có trận pháp bao phủ, muốn tiến vào trong đó cần thiết phá trận. Tiêu Viêm lúc này tay vừa mới vói vào tay áo giữa, mắt chó đó là chủ động từ tay áo trung ra tới. Cầu người làm việc phải có cầu người làm việc thái độ, động bất động liền dùng vũ lực áp bức, ta nói cho ngươi sát ngàn đao, sớm hay muộn có một ngày, cầu ra ta hội chiến lên. Mắt chó vừa nói, một bên mắt to lam quang kích động mà ra, chỉ thấy lửa đỏ trên đại thụ xuất hiện huyền diệu trận văn, chỉ là mấy cái hô hấp gian, đó là hỏng mất mà đi. Làm xong mắt chó đó là ngạo nghễ nhìn Tiêu Viêm, dáng vẻ kia thật giống như là ở đối Tiêu Viêm nói, mau khen khen ta, cẩu gia ta chính là như vậy cường. Không ngờ Tiêu Viêm hoàn toàn không để ý tới mắt chó, thân hình vừa động, đó là lực hướng về phía lửa đỏ đại thụ. Này thụ phía trên sinh trưởng chừng đủ 10 cái ma la quả, Tiêu Viêm tay áo vung lên đều không ngoại lệ tất cả thu vào trong túi. Vị này huynh đài, ngươi mới giết một con ma la quỷ, ta cùng vị này nữ tử giết nhiều nhất, ba người chia đều yêu cầu này hẳn là không quá phận đi. Du Tiêu lúc này không vui, cũng đi tới lửa đỏ đại thụ trước, nói xong lúc sau Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía Quá Tinh. Này quả ngươi muốn sao? Tiêu Viêm hỏi. Quá Tinh ngẩn người, rồi sau đó cười khổ lắc lắc đầu. Đây là chúng ta cộng đồng công lao, ngươi đến kiên cường một ít. Du Tiêu nhìn lắc đầu Quá Tinh không tức giận nói. Quá Tinh không nói gì, chỉ là nhìn Du Tiêu liếc mắt một cái kia ánh mắt phảng phất là đang xem một cái xa điêu. Tiêu Viêm nói xong đó là không có nhìn về phía Du Tiêu, lấy ra một quả, quan sát lên. Ngươi còn không có hỏi ta, nàng không cần, ta muốn. Du Tiêu nhìn thấy Tiêu Viêm tựa hồ không có dò hỏi hắn ý tứ, ngược lại là bối rối. Vậy ngươi mệnh còn có nghĩ muốn? Nói lời này cũng không phải Tiêu Viêm, mà là một bên Quá Tinh, Du Tiêu tức khắc ngẩn người, khó hiểu nhìn Quá Tinh, sắc mặt khẽ biến sau đó sau này tránh lui vài chục trượng cùng Quá Tinh bảo trì khoảng cách. Ngươi người này lớn lên cũng xinh đẹp, dáng người cũng hảo, đáng tiếc chính là không có gì nguyên tắc, hai chúng ta cũng ra tay, dựa vào cái gì hắn một người độc chiếm. Này một quả ma la quả ẩn chứa ma khí cực kỳ nồng đậm, ta đã 8 văn, 10 văn nhưng thành thanh đan, 100 văn nhưng thành tím đan. Muốn đạt được thiên hà ma tôn chân chính cường đại truyền thừa, cần thiết đi trước giết chóc chi tháp càng cao tầng, chỉ có 100 văn mới có tư cách tiến vào đỉnh tầng, ngươi không nghĩ tiến vào đỉnh tầng sao? Nghe nói thiên hà ma quân cũng không phải là một người bình thường bất hủ, mà là nửa bước chi thần, đã từng thiếu chút nữa điểm liền trở thành thần chi bất hủ, bậc này cường giả truyền thừa, ai không mơ hồ. Tiêu Viêm nghe Du Tiêu chi ngôn hơi hơi nhướng mày, tâm nói người này thật là hiểu rõ không ít, hơn nữa nhìn dáng vẻ lại tựa hồ cùng Quá Tinh cũng không nhận thức. Đương nhiên, này vô cùng có khả năng là hai người ở cố ý diễn trò, Tiêu Viêm đối này cảm giác khả năng tính rất lớn, muốn che giấu phía trước lộ ra dấu vết. Phía trước Tiêu Viêm còn khó hiểu trong cơ thể ma đan có tác dụng gì, trước mắt Du Tiêu nhưng thật ra hai câu lời nói liền vì Tiêu Viêm giải hoặc. Đến nỗi Quá Tinh, như cũ mắt đẹp lạnh nhạt, đối này nàng có lẽ nội tâm vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Nhưng nàng lại không có biểu hiện ra ngoài, so với mạng nhỏ nhiều ít văn ma đan hoặc là cỡ nào cường đại truyền thừa đều là vô dụng. Du Tiêu nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn là không thèm nhìn với hắn, như cũ lải nhải. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm tàn nhẫn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Du Tiêu, này một cái chớp mắt, Du Tiêu nháy mắt ngậm miệng lại. Chỉ thấy Tiêu Viêm không có do dự, đem một quả ma la quả nuốt vào trong miệng, cuồn cuộn nguyên khí trào dâng mà ra, như cũ là vô cùng tinh thuần thần chi nguyên khí. Này tinh thuần trình độ cũng là lệnh Tiêu Viêm liên tục táp lưỡi, cũng chính bởi vì vậy,
Tiêu Viêm nguyên khí nội tình lần nữa bắt đầu điên cuồng bò lên. 900 triệu nguyên khí nội tình tiếp tục bắt đầu rồi tăng lên, hơn nữa theo Tiêu Viêm thực lực không ngừng tăng lên, ngưng tụ nguyên khí sao trời tốc độ cũng là cùng ngày tăng gấp bội, tốc độ kinh người. Trên thực tế nếu Tiêu Viêm không phải song trọng sao trời hải, chỉ sợ đã sớm đột phá đến cửu tinh đấu thần đỉnh, đúng là bởi vì song trọng sao trời hải duyên cớ. Tiêu Viêm ngưng tụ nguyên khí sao trời tốc độ kỳ thật vẫn là muốn càng chậm một ít, bởi vì một ngôi sao Tiêu Viêm có thể bộc phát ra hai viên sao trời tài năng bị nguyên khí nội tình. Cũng là vì như thế, Tiêu Viêm tốc độ tu luyện thoạt nhìn không tính mau, chỉ có thể tính bình thường, nhưng thực tế thượng lại là phi thường nhanh chóng. Ngưng tụ một ngôi sao tương đương với tầm thường đấu thần ngưng tụ hai viên, có thể có này tốc độ đã là phi thường khủng bố. Sau một lúc lâu lúc sau, Tiêu Viêm mở mắt ra tới, không nói gì, chỉ thấy Tiêu Viêm trực tiếp lấy ra hai quả ma la quả nuốt đi xuống. Quá Tinh tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống dưới, lẳng lặng chờ, mà Du Tiêu còn lại là cứng họng nhìn điên cuồng tu luyện Tiêu Viêm. Đáng giận, 10 cái ma la quả ta còn không tin ngươi tất cả đều nuốt hạ, gì hương vị cũng không cho im nếm thử. Du Tiêu không tức giận thấp giọng lẩm bẩm nói, nhìn cắn nuốt ma la quả Tiêu Viêm, trong lòng càng khó chịu, để cho hắn khó chịu chính là. Hiện tại đi cũng đi không thành, ma la quả cũng một cái không được đến, làm nửa ngày, còn đem chính mình cấp đáp ở chỗ này. Du Tiêu tả hữu nhìn thoáng qua, Quá Tinh cùng Tiêu Viêm đều ngồi xếp bằng nhắm mắt, lúc này nếu là trộm khai lưu, có lẽ có cơ hội. Du Tiêu dường như không có việc gì đi tới một bên, một hồi đổi cái địa phương, một hồi đổi cái địa phương, khoảng cách Tiêu Viêm cùng Quá Tinh nói ngắn lại là càng ngày càng xa. Hiện tại là hắn chạy trốn thời cơ tốt nhất, giờ phút này nếu là không đi, chờ Tiêu Viêm tu luyện xong rồi, phòng trừng liền hoàn toàn không cơ hội. Du Tiêu hừ tiểu khúc, dường như không có việc gì, lúc này đã dịch tới rồi mấy trăm trượng ở ngoài, rất xa cũng chỉ có thể thấy một bóng hình. Nhị vị, cáo từ, tái kiến ngài Lạc. Du Tiêu cười lớn một tiếng, dưới thân kiếm quang ngưng hiện, đó là xa độn mà đi. Bất quá nhưng vào lúc này, bỗng nhiên kình phong mặt tiền cửa hiệu, Du Tiêu cảm giác một cổ hơi thở nguy hiểm chiều hắn đánh úp lại, không dám nghi muộn, lập tức giơ tay nhất kiếm. Chỉ thấy Quá Tinh thân hình xuất hiện ở hắn trước mặt, đồng dạng tay cầm trường kiếm, cùng với va chạm ở cùng nhau. Tiên nữ tỷ tỷ, tương tiên hà thái cấp, ta đoán ngươi khẳng định là bị hắn dùng hồn huyết khống chế, ngươi không thể như vậy hãm hại ta à? Du Tiêu tức khắc mặt lộ vẻ khổ sắc nói, Quá Tinh còn lại là lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi nếu đi rồi, một hồi chết chính là ta. Cho nên, ngươi không thể đi. Quá Tinh chậm rãi mở miệng nói, đã đi theo Tiêu Viêm một ít thời gian, bổn ở phía trước đã bị Tiêu Viêm xuyên thủng, đã không có thẩm cự bối nổi. Vậy đến lại tìm một vị bối nổi hiệp mới được, trước mắt cái này liền thoạt nhìn thực không tồi, Quá Tinh cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Ta nữ Bồ Tát, ngươi không bỏ ta đi, ta liền sẽ chết. Hắn nhiều nhất sinh khí, định sẽ không giết ngươi, lần này liền buông tha ta như hảo, đãi sau khi rời khỏi đây ta có thể hứa hẹn có thể làm tỷ tỷ trăm năm nam phó. Du Tiêu cười khổ mà nói, hắn bộ dáng sinh thanh tú, có một bộ dáng vẻ thư sinh, đảo cũng đích xác chọc một ít nữ tử yêu ái. Nghe hắn ngôn ngữ tựa hồ đã là ngựa quen đường cũ. Nghe được nam phó hai chữ, Quá Tinh mày liễu hơi chọn, cái này Trình Tự Cường giả thế nhưng còn như thế nghịch ngợm, lại cũng ít thấy. Ta hàng to xài tốt, bảo đảm làm tỷ tỷ thoải mái dễ chịu, cầu xin ngươi lần này liền buông tha ta đi. Du Tiêu cầu xin nói, nhìn Quá Tinh tự do một cái chớp mắt ánh mắt, bất quá tiếp theo nháy mắt ánh mắt sừng sốt, tâm nói chính mình thế nhưng thật đúng là tâm động. Đừng nói nhảm nữa, cùng ta trở về, nếu không ta liền đem ngươi đầu cấp để trở về. Du Tiêu mặt xám như cho tàn, đào tẩu kế hoạch tuyên cáo thất bại, chỉ phải lại về tới lửa đỏ đại thụ bên, nhàn chán nhìn Tiêu Viêm ngồi xếp bằng tu luyện. Nhưng mà liền ở không bao lâu, đó là có mấy người tới gần, ánh mắt chính nhìn chằm chằm lửa đỏ đại thụ, lại nhìn thoáng qua đại thụ hạ bàn ngồi Tiêu Viêm, nhíu mày. Du Tiêu chính còn nói có trò hay xem, chỉ nghe thấy một bên Quá Tinh thanh âm vang lên, chờ Du Tiêu kinh ngạc nhìn nàng. Không nghe lời ta liền đánh ngươi. Quá Tinh lạnh lùng nói, Du Tiêu lúc này mới hiểu được, Quá Tinh là Tiêu Viêm tay đấm, mà hắn hiện tại thành Quá Tinh tay đấm, nay vẫn là thành nam phó. Du Tiêu bất đắc dĩ chỉ có thể ra tay đi giải quyết tiến đến mấy người. Nhưng chỉ chốc lát đó là nhìn thấy Du Tiêu bại hạ trận tới, Quá Tinh ánh mắt xâm hàn, nàng tự nhiên xem ra tới, Du Tiêu là cố ý. Ngươi nếu giết không được bọn họ, ta liền giết ngươi sau đó là giết hắn nhóm. Quá Tinh lạnh lùng thanh âm truyền ra, Du Tiêu nào nào. Như thế nào ngươi nói chuyện ngữ khí cùng hắn giống nhau như đúc, ta gì đều không có phần đến. Kết quả là còn phải bị các ngươi như thế áp bức, liền tính là thần, kia như thế nào cũng đến có điểm thần tính. Du Tiêu không tức giận phun tào nói. Ít nói nhảm. Du Tiêu hùng hùng hổ hổ, tay áo chung mắt chó không biết khi nào xuất hiện ở Tiêu Viêm trên vai. Kia mắt to bên trong lộ ra tiếc hận chi sắc, tựa hồ ở đáng thương Du Tiêu, nhưng cũng ở đáng thương chính mình. Cùng là thiên nhai lưu lạc người, thôi thôi, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể mắng hai câu ra ra lòng dạ cũng đúng. Ở Du Tiêu một phen khổ chiến sau, đánh chết tiến đến mấy người, những người này đều không phải thiện tra, liền tính Du Tiêu không động thủ, bọn họ cũng sẽ động thủ. Đãi Du Tiêu đem này mấy người đánh chết sau, chỉ thấy Quá Tinh du tẩu một vòng,
Du Tiêu Lực cảm khó hiểu. Nhưng đãi ở chỗ này tựa hồ liền cuồn cuộn không ngừng có người sẽ đến, mà Du Tiêu thay thế Thẩm Cự. Thành Quá Tinh cùng Tiêu Viêm Tân người phát ngôn, hắn rất tưởng khóc, nhưng vì mạng sống, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Mắt chó thở dài một hơi, yên lặng mở miệng nói, chỉ có thể cùng quân cùng nỗ lực, cố lên, chúc ngươi sớm ngày thoát ly này sát ngàn đao ma chảo. Ý vị thâm trường lắc lắc đầu sau, mới lung lay về tới Tiêu Viêm tay áo giữa, so với Du Tiêu tắm máu chiến đấu hăng hái. Thả một người khổ chiến bộ dáng, mắt chó cảm giác chính mình may mắn nhiều, có tương đối, mới cảm thấy cực khổ tựa hồ cũng không như vậy khổ. Trong lúc Tiêu Viêm ước chừng cắn nuốt 5 cái ma la quả, cùng với gần 100 cái nguyên đan. 1200 triệu. Màu xanh lơ ma đan, 18 văn. Thật lâu sau lúc sau Tiêu Viêm từ từ mở hai mắt tới, mà quanh mình lúc này trừ bỏ ma la quỷ thi thể ngoại, lại nhiều 7-8 cổ thi thể, quanh mình càng là có rõ ràng chiến đấu dấu vết. Du Tiêu cả người là huyết, thở hồng hộc, bởi vì liền ở mới vừa rồi, hắn dùng hết toàn lực chém giết một người bước thứ tư, thiếu chút nữa muốn hắn mạng già. Hộ pháp hộ đến loại trình độ này, không cho một quả ma la quả thực liền nói bất quá đi. Đến đây thì cũng khép lại phần 7 tập 88 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.